Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Ayan TV Cuộc Sống Việt Chung. Thì hôm nay gần Tết rồi cả nhà, trời xe lạnh nè. Ở đây là người dân ở đây cũng phơi phơi đùi gà, cánh gà, giò gà gì đó, rồi thịt heo, rồi mấy cái lạp xưởng này nọ nè. Thì bữa nay chị dâu mình cũng mua một mớ về để làm cả nhà. Mình làm đùi phơi đùi gà cho mấy nhỏ nó ăn. Dạ chị mình thì má cuột dây vô đằng ba phơi, giống ba phơi ở trên cái cây á. Phơi gần một chục ký đó cả nhà. Na này nè. Ở dưới đó người ta phơi thịt heo ngốc trơn. Bữa hôm người ta phơi đồ quá trời cũng nè hết. Nà xin nén gì xén một cho chơi đi thôi giờ sai đây. Nà xưng nà sai mẹ nà sẽ hầu. Sai hầu là mẹ giáo sư nè. Ờ thì phan cho gì nè, qua treo nã cái gì mà nè. Ờ, qua sai thì ai cần chấp bỏ sư. Qua sai, qua sai. Và sai sai đi vào xanh thì lại bất hợp sự. Ủa, cháu chú, cháu yên, cháu thầy đâu không xin hoa chứ. Ủa, bố chứ. Ủa, khám bố hợp sự hợp sự nè. Ủa, xin hoa nó cứ chứ chứ chú. Ủa, mắn là bên hẳn sợ sai, dù nó cứ sai củ thị xá nè. Củ thị xá? Ủa, chứ nâng củ thị xá, mình mấy thầy em bài thầy qua lại. Mà dù, mắn là bên hẻo lê cho xin mắn là hợp sự đó. Ủa, mắn là bên hẻo lê cho xin如果好吃的话，他说他也来一点。哪个？就是你那个调料，烤肉那个调料。哪个奶奶？大奶奶。大奶奶是谁？阿飞爸爸吧？阿飞表哥。嗯。我现在跟我先弄起来先啊，我一条条弄起来，等下给你挂上去，你高一点，我太矮了。哎，乖一个呗。啊？乖一个，看一下。乖一个，看一下，我太矮了。 哪里装的？不要挂，你拿那个装进去可以啦。挂上去。把你腰弄。啊， Tết ở Việt Nam mình đâu có phơi cái này cả nhà. Phơi được mớ. Sao chưa vậy ạ? Sao chưa vậy? Mà mà băng mắng nó cái nó 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 này. Nà nà, bố giờ có lại đây. Hả? Bố gọi là bố khờ, bố khờ nó đấy à. Nó sẽ có băng mắng nè. Nè, bố giờ tỉnh hả băng mắng nó có quá hay sao? Chê. Kế. Lì à. Ôi, ai, ai. À, mà xa. Chứ thật là hào xa, thật là hào xa. Có gì đâu, phan lên đi tỉnh sao mà bỏ hồn qua. Ý thôi, bụi da là này bà mợ dâu mới làm hôm qua một đống, bữa nay anh chị dâu làm. Chi? Chi? À là mấy giờ? Đi tôm. Ờ là hết nãy phải. Một xô giờ này cũng làm cũng nhiều quá cả nhà, quá trời cũng bộn nè nha. Mãi giờ thay vàng à? Hết nắng. Nhân dân thức dậy nó quậy. Hào chơi mà. Ngon không? Ngon không? Nhân dân, đi lại đây. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây. Cố định tung. Phải thay vàng. Ngon, sống sống đi chứ.
có nắng lạnh chết luôn. Ê, đi nè Tùng. Tận sao mà ma cái này nè. Chút xíu nữa mẹ là lụm một chân đùi mẹ làm cho con ăn. Ê, bị tung qua tung xi. Xong. Quay xong rồi cả nhà. 10 kg. Hai chị em nãy giờ phơi. Tết có nhiều ha. Qua. Hai tua là qua. Thôi video của mình phơi đùi gà tới đây thôi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà.